Anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Bỏ giống nhỉ, chơi teo và chơi crash đi. The door to another dimension opens now. I'll let my fifth need a good gun. Okay, không đủ tiền. Hai thú cũng được em, hai thú cũng được mẹ cũng I will see my death. Ta để nó flo tín nhưng mà ai thủ. Lớp trên mặt đất tên như cân sóng. Bán floor đi thì hơi tiếc anh nhỉ. Mình nghĩ là một tháng mình sẽ bán hai bạn này thì giữ bạn floor lại. Sợ con floor này xin đôi. Hơi dở anh em. Chắc mình còn liềm này. Nhưng mà phải ulti được một phát cơ. Hơi chậm. Bỏ này đi. Mất chuỗi rồi. Ai để hơi lỗi em. Qua đấy để floor xiên đôi. Để floor xiên hai con khác nhau sẽ ok hơn. Hơi lỗi tí. Kìa mà lốc 2 kìa. The door to another dimension. Cái đầu game nhiều đam. 1500 đam. Teo cho floor cũng được. Đánh cung không ta? Đánh cung thì sẽ phải bán mấy bạn này đi đó. Thêm ra đồ gì nữa nha em nhé. Chưa ra đánh cung lắm. Chắc trận này đánh cung cũng ok bởi vì bạn kia có con ma lốc 3 đâu. Một con ma lốc thôi mà bạn kia hắc ám nhiều rồi. Để xoay đánh cung cũng được. Lúc bên này nhảy đẹp. Ahem.
cung được anh em ơi. Thực ra cái này đánh thú vẫn ngon này, nhưng mà đánh thú vẫn ngon nữa. Có nghĩ nhỉ. Let the door to another the door to another dimension opens now. I will see the door to another dimension opens now. Chân của tắc của Zéo khi năng kỹ của ta đang phóng. Thấy yếu nhỉ. Destiny to the end. Lâu tầm mẹ nơi sớm. Ôi trận này khả năng đánh thú đi. Chúng ta vẫn thích đánh thú hơn anh em. Destiny to the end. I will see. I'll let my every good. Okay, có gì anh em này? Có mấy quả floor xin đôi này cũng hơi rén, nhưng mà chắc là mình sẽ đổi thú sang đây đi. Chill for a day.
I will see my destiny to the end. I am the terror of the sea. Mấy con ma lốc này cũng không sợ nhỉ. Chơi xử góc đấy nhỉ. Mấy con này lắp thương ảo thế. Thôi kệ chơi góc này tiếp đi. Đã lắp thương ảo ấy. Who wants to play? Thank you. Bạn kia bỏ ma lốc rồi này, và mỗi ba con ma lốc này. Nhưng bạn này cũng chơi gì nhỉ? Bạn này chơi trợ thủ à? Hai hắc ám đúng sai đấu sĩ hay trợ thủ? Anh chờ Sephira đúng không? Bạn lại không định chơi ma lốc à? Mình chơi ma lốc nữa mình. Tại em không chơi ma lốc thì trận này mình có thể chơi Thên, Lily, kẹp Von Cát, các thứ linh tinh thôi. Thoải mái. Mà nếu mình chơi ma lốc thì phải chơi ma tộc. Flo xin đôi này, gặp cái bạn Flo xin đôi đấy. Một tí cuối. Lòng anh đã hết trong không ai khác ngoài anh em. Tìm em chiều khóa đây, chỉ muốn duy nhất anh cầm. Không cần được con form kia. Shall I compare thee to a summer's day? Mà lộng không có trò, không được chơi game luôn này. Thật. I will see my death. The flowers are cheering on my arrival. Don't you think that's a sign? I will see my destiny to the end. I will see my. I will. Tình nhà Ron Malok nhỉ? Ui, 12 con ma lốc này anh em ơi. Thì bỏ ma lốc rồi. Bạn này không giữ ma lốc lâu đâu. Bắt đầu tìm ma lốc được ấy, bạn này đang tìm ma lốc này. Nhưng bạn này không đáng kể nữa. Thế thì tìm ma lốc thôi anh em ơi, roll tí nhé. Hai liềm à. Chôn nhỉ, roll đã không ra. Không ra nó không ra con gì luôn. Tám con lốc. Tôi kệ sử Ron đến 9 rồi tìm con Flon hơn nhỉ. Tiền. Floor này khả năng gánh được lên level 9 ấy em ơi. Chỉ một con ma lốc quen đi. Đấy, sẽ thành kia cho teo cũng được. Đấy, sẽ thành hai teo. Yeah, teo kia chắc cũng sắp ấy rồi anh em ơi. Teo kia chắc cũng sắp đi.
Ok 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 mình cứ xóa này ok. Chuyện lướt trên mặt nước ta như cân sáu rồi. Ta còn léo khi nó kêu tao đã phóng. Năm con teo mọi người tranh nhau teo phết nhỉ. Kìa có con teo 2 khỏe đấy. Vậy là tìm mua lại sau nhá. Kìa có con rồng thổi đẹp ấy. Khó phết này em ơi. Trợ thủ à? Trợ thủ căng ấy. Ui ulti cả đống mới chết một con kia kìa. Ron nó xin đôi rồi. Kinh thật, cái nhà trợ thủ này cũng điên thật. Điên. Đây có Maluk 2 với cả con Teo 2 cơ. Maluk mới chơi được cái nhà trợ thủ này. Maluk 1 thì không ăn thua. Mình bù lại được. Ron không ra ấy em ấy. Không phải là không Ron đâu. Giờ vẫn chưa không sợ là ai thương hai bên à. Không sợ lắm. Sao nó trâu quá vậy. Bắn mỗi con này rồi khó vậy. Châu ấy nhở, con teo 1 này bắn cùn rồi đấy. Đam chả có gì cả. Chả có đam gì. Lúc này chả có đồ. Tên cần mua đâu. Lớp 2 á, ok. Mà lớp này có mana sợ hơi mỏng nhỉ. Floor xin đôi con cắp xuống đáy. Con cắp xuống đáy đấy hơi xấu như này. Mong mà lúc mình đi bộ lên rồi mình nó chơi như bình thường được. Thì trường hợp đấy nó đi bộ xuống kia rồi. Đợt quá con bé này. Mày hơi xấu nhỉ. Mày quá có truy hồn thì nó vẫn nhảy vào con cắp bên kia. Cái này đi. Thế
Thế thì cái truy hồn này sẽ cho con khác. Truy hồn cho con teo này, ma lốc ở giữa luôn. Này, đây, này, đây, này. Will see my destiny to the end. Mà lúc 2 sợ tanh cũng hơi khó nhỉ. Kệ cái tên là tanh một tí thôi. Con cát xuống đây à? Bạn chắc chưa vậy? Con cát xuống đây hơi thú vị nha. Ông tim phát teo. Ôi sao mà lốc nhảy gần đôi tránh thường chém chết cả đôi nhảy phát nữa. Ok, tránh thường chém. Ui để hết nhỉ, không làm gì được. Trên mặt nước ta như cơn sóng. Tìm mirror không nhỉ? Tướng này. Nước ta như cơn sóng, chân ta quả rèo có khi là kịp ta đang phóng. Bùm. Cái thế bạn nghe một máu không chết kìa. Chìm đâu con D-Rock bây giờ? Anh em ơi, chìm đâu con D-Rock bây giờ? Má nó chết luôn kìa, tìm kìa. Tôi tìm đâu luôn. Quay ra quay vào không thấy tìm đâu rồi. Mấy con lốc này phanh đam một nữa. Nhảy được này. Chém được này. Nhảy phát nữa. Nhảy phát nữa. Ý mày thế. Thật vậy luôn. Cũng vậy chả liền gì. Anh cười. Ê lại thay cái này vào đây. Cười ghê ha. Cười ghê. Tay như trong chóng rồi em ơi, biết làm sao giờ. Bạn này vẫn chưa chết này. Bạn này không chết này. Ai da, mọi người toàn những người không chịu chết à. Chết bớt đi chứ. Một người này sao tao đánh được. Thế là đi up cơ, mà chưa có thêm sót tướng cơ. Tí phải mua lại Mandum nữa. Biết mua Mandum ở đâu. Teo nữa là ba sách thánh này. Thú vị. Red nộ luôn cũng hơi cần ta. Bạn này không có choi này, Red nộ luôn quả này đẹp này. Nộ luôn đi.
Có, nếu là có thể tăng sao thì mình mua thêm con đấy nhá, không thì thôi. Chứ con Teo này ra ulti được nhiều lần cũng có ý nghĩa bởi vì ít đồ tanh cho nó quá. Để mấy con này chơi hơn. Cày thế có một giọt nữa. Ngoài dây sách thánh cũng không ăn được. Đấy, nên 6 thú thì may ra ăn, bán một con Doom ấy. Tiếc thật. Thằng này con cắt phải tìm được con cắt 2 nữa thì điên rồ, hai con cắt 2. Cày quá, bạn này nó ăn rồng này nó thổi chi hồn được nhiều quá. Thân của đấy cũng bổ được con Teo, mình có con cát ở trên mà nó không bổ được con cát. Nó có đấy con Gret nỉnh nộ cũng không đẹp lắm. Gret mình có thể nộ đẹp hơn được. Anh chỉ có đấy cho Malok nhỉ, học đại Malok. Này xem lúc là top 1 thôi, nhưng mà khả năng bạn Illu thì top 1. Illu thì nó counter trợ thủ á. Ủa, không ăn thua. Ô, con thên để trâu ấy. Nhưng mà y lụi không biết con thên à. Bùm. Một bùm. Bùm. Trận thua. Bán thần trận thủ. Bạn là thên. Bạn chơi mỗi thên bạn kia. Thên, bạn thên bán thần mà không ăn thua. Thế thôi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Nên là bye anh em và see you next time. Okay.